Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo tài khoản Gmail trên điện thoại di động nha các bạn. Rồi, video dành riêng cho bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Cái cách này là cái cách mình hay làm nha các bạn. Còn tạo tài khoản Gmail có rất là nhiều cách luôn. Rồi, bắt đầu ha. Trước tiên thì các bạn truy cập vào ứng dụng YouTube nè. Các bạn chọn vào cái chỗ là biểu tượng trang cá nhân ở chỗ góc phải màn hình nha các bạn. Ở đây các bạn chọn thêm tài khoản nè. Rồi, ở đây thì các bạn chọn chỗ là tạo tài khoản. Các bạn chọn cho bản thân tôi. Các bạn sẽ nhập họ tên theo cái ý của mình nha các bạn, mình tự đặt. Rồi, các bạn chọn tiếp theo. Ngày tháng năm sinh cũng do mình đặt luôn. Giới tính. Rồi, các bạn chọn tiếp theo. Ở đây nó gửi cho mình hai cái tài khoản. Mình có thể chọn hai cái tài khoản này hoặc là các bạn có thể tạo địa chỉ Gmail riêng của bạn. Mình sẽ chọn cái có sẵn cho nó nhanh nha các bạn. Chọn cái đầu tiên đi. Rồi, các bạn chọn tiếp theo nè. Rồi, mật khẩu. Mình sẽ nhập mật khẩu ha. Cái này là mình tự đặt nha các bạn. Mật khẩu phải giải ít nhất 8 ký tự. Rồi. Rồi, các bạn chọn tiếp theo nè. Thêm số điện thoại. Mình sẽ chọn bỏ qua cho nhanh nha các bạn. Rồi, các bạn chọn tiếp theo nè. Quyền riêng tư và điều khoản, các bạn cứ vuốt lên rồi chọn đồng ý. Rồi, như vậy là xong nha các bạn, rất là đơn giản ha. Đây là cái tài khoản Gmail mình mới vừa tạo đây. Đây, năm 2023. Rồi ha, video mình xin dừng lại nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.